Hello, welcome back to our chơi server Rainbow. Cái này vẽ thế này. Ảo thế nhỉ. Thế mà ông ăn này. Ui ơi. Ông game này có kiếm. Khổ thân thế nhờ. Cái lũ ong này nó đâm vào gai nó toay hết rồi. Cái lũ ong trong game này vô cùng đáng sợ bởi chúng nó có khả năng là hất tung lên. Dao kiếm tọc kinh. Mình sẽ... Ủa sao khó vẽ thế nhở? À, vẫn có một con chui ra. And... Lợi hại thật. Ông nó có phải gai toay hết rồi. Cái gì mà kêu to thế nhỉ? Xe chưa đâu. Ôi hời, ông. Rồi next sang màn khác. Ô, để cái nhạc ồn thật. Bóc cái này lại này. Đố ong vào được. Xong này. Anh người này lúc trước sửa rồi mà bây giờ vẫn thế này nhỉ. Nền màu trắng, nền màu trắng khó quay. Đây, chúng ta sẽ bịt luôn cái tổ ong này lại. Ờ, à, có một con thật thoát ra. Ảo thật đi. Bay luôn. Ôi
Game này có là rất nhiều cách chơi. Ta sẽ bọc chỗ này lại nè. Ui dồi. Bọc lại nè. Bố ông không vào được. Xoay dù cưa. Rất là nhiều game. Hôm nay phải thông lô này. Ta sang level 52. Cô đang đi ra siêu thị rồi. À, cô ấy đang cải trang thành người mẫu. Mình mang được canh này. Phát hiện rồi này. Hơi to đấy. Chơi cái game này nó như kiểu hoạt hình nữa, nó có thể câu chuyện luôn, câu chuyện có sự nối tiếp luôn. Đấy. À, cái gì đây? Một ít đâu. Mà 54 rồi. Ta đang trong tàu điện ngầm. Thật không may nên gặp một bà già. Cứ tưởng bà này là người hành tinh, người thật à? Bom, có bom đây. Cho cái kết sắt vào. Oh, chơi mấy cái bản này rất là khó chịu luôn vì nó rất là lâu. À, trên hình là cái gì đây? Vỏ chuối à? Không nhé. Giờ còn đây là cái gì đây? Cái này mình nghĩ là cái macro. Cái này đồ hạ đẹp thế. Không ổn rồi. Ta phải đóng cái van này lại này. Đấy, kìa sao này. Chết cá rồi. Cái này bị chốt rồi đây.
Rồi, tiếp tục. Cái màn này khó thế nhỉ? Ui. Còn tí tiêu nước à? Không được. Bấm nhanh quá. Đây đây đây. Ôi, chú cá đã được cứu. Mở qua nè. Lốc được cá khác. Ô, game đơ mất rồi. Ta chơi save suy khác. Ui. Con này con gấp phiêu rồi. Rồi. Đấy, chờ nó phát. Kéo mai mình phải nghĩ một trò rồi. Mình vắng. Nuôi ong rất nhiều. Mình thấy đồ họa game này khá là ổn đấy. Nhiều màu. Không giống trò Save the Dog. Đáng như này biết thế chơi ngay đầu tiên. Khá là ổn nè. Có sao thế? Kìa, cơm crong nó chưa có đây này. Ôi trời, nó đốt bếp này. Bọc kín thế này là ổn này. Ồ, rơi xuống nước cũng chết. Ok. Xe rơi bét. Khen khen, trò này thì cũng giống trò kia mà. Giống đến đâu rồi? Mẹ
ong, ong về khỏe luôn này. Doki. Ô trò này trắng phau phau này. Ui, hai chó nhỉ. Mình bọc chó rất kín. Không mà đố vào được. Trò này vẽ hơi xấu đấy. Thêm một màn nữa nhé. Hết game, goodbye. À không, còn trò nữa này. Trò này chó giống chó Shiba. Mm.